chào các bạn trong các bài hình trước chúng ta đã tìm hiểu được trang tính diện tích hình chữ nhật trong bài hình hôm nay chúng ta cũng sẽ thực hiện trang tính diện tích hình chữ nhật nhưng mà theo phong cách cũ đầu tiên các bạn hãy khởi động chương trình warm server lên sau đó các bạn hãy khởi động chương trình remover cc lên trong bài hình trước thì chúng ta đã tạo được trang tính diện tích hình chữ nhật và chúng ta đã sử dụng các thẻ input mới của HTML version 5 0 để chúng ta thực hiện và chúng ta cũng đã học cách viết script PHP để tính được cái diện tích của hình chữ nhật trong bài thực hành hôm nay thì chúng ta sẽ cũng sẽ làm lại cái bài tính diện tích hình chữ nhật này nhưng mà chúng ta làm trên cái trang mà được thiết kế theo công nghệ cũ. Thì các bạn nhớ lại là trong các bài hình trước chúng ta đã có tạo ra một cái trang là tính diện tích hình chữ nhật. Các bạn mở trang tính diện tích hình chữ nhật lên và trong trang này chúng ta đã thiết kế cái giao diện cho cái trang tính diện tích hình chữ nhật của chúng ta bằng phương pháp là chúng ta sử dụng thẻ table để chúng ta làm. Thì đối với thẻ table này thì theo công nghệ thiết kế web mới thì người ta sẽ không còn sử dụng nữa vì vấn đề sale nó sẽ dở do đó là đối với những website cũ thì người ta vẫn còn dùng cái thẻ thay để người ta thiết kế giao diện web thì trong bài hình hôm nay thì các bạn cũng sẽ được hướng dẫn nếu chúng ta sử dụng theo cái công nghệ thiết kế giao diện bằng thay thì chúng ta thực hiện như thế nào cho cái việc tính diện tích hình chữ nhật thì về cách thức thực hiện tính toán để tạo ra cái diện tích hình chữ nhật thì vẫn như cũ, chỉ có khác ở cái phần là thiết kế giao diện. Thì đối với công nghệ cũ thì chúng ta thiết kế giao diện bằng thẻ table, còn đối với công nghệ mới ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thẻ section hay là những cái input và cái việc kiểm tra dữ liệu của chúng ta cũng sử dụng theo công nghệ HTML version 5.0, có nghĩa là chúng ta sử dụng kiểm tra việc nhập liệu bằng các thuộc tính mới của các input còn đối với công nghệ cũ thì chúng ta cũng thực hiện tương tự nhưng mà cái phần kiểm tra nhập liệu thì nó sẽ hơi cực hơn là chúng ta phải dùng các đoạn javascript để chúng ta kiểm tra nhập liệu do đó là trong bài hình này thì chúng ta hãy thử tìm hiểu xem là chúng ta sẽ thực hiện như thế nào đối với một cái trang web mà được thiết kế bằng table. Thì về cái đoạn script xử lý tính toán diện tích hình chữ nhật thì các bạn vẫn sử dụng cái đoạn script cũ để các bạn làm. Bây giờ các bạn hãy mở trang tính diện tích hình chữ nhật HTML version 5 lên. Các bạn copy cái đoạn PHP này. Các bạn copy đoạn này, các bạn qua cái trang tính diện tích hình chữ nhật mà chúng ta đã thiết kế bằng cái giao diện table. Các bạn cũng dán sao thẻ body. Các bạn đặt con trỏ sao thẻ body và sau đó các bạn cũng dán vào. Vì cái cách tính hình chữ nhật thì sẽ là không đổi, do đó cái đoạn strip mà chúng ta đã thực hiện bên đây thì các bạn cũng có thể dán qua bên đây để các bạn xài chung. Về hành động thì chúng ta ở đây ví dụ chúng ta cũng xài là get. Nếu mà ở đây chúng ta xài get thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là dollar get. Còn nếu mà ở đây các bạn xài post thì ở đây chúng ta đã xài chúng ta sử dụng dollar post. Thì trong bài thực hành trước thì chúng ta đã sử dụng dollar post để chúng ta lấy dữ liệu từ người dùng. Thì bên đây cái phương pháp này chúng ta cũng đổi lại chúng ta xài là là post. Khi chúng ta sử dụng phương pháp là post thì phía trên chúng ta đã lấy cái chiều dài bằng phương pháp bot và chúng ta lấy chiều rộng bằng phương pháp bot do đó chỗ này cái method của chúng ta chúng ta cũng để là là bot còn nếu các bạn để phương pháp chỗ này là get thì mấy cái chỗ này các bạn phải đổi lại là đô la get mấy cái chỗ đô la bot này các bạn phải đổi lại là đô la get còn về tên các input của chúng ta có cái niêm là chiều dài chiều rộng và diện tích thì sẽ là không đổi vì phần thiết kế giao diện thì chúng ta đã đặt tên cho các input này rồi bây giờ các bạn hãy thử seo lại và các bạn chạy thử lại cái trang này các bạn review cái trang tính diện tích hình chữ nhật mà cái giao diện của nó được thiết kế bằng table ví dụ chiều dài của chúng ta đây là hai hai mươi chiều rộng chúng ta là ba mươi các bạn bấm nút tính thì Ở đây cái niêm của chúng ta là chiều dài, đây là chiều rộng. Ở đây thì các bạn thấy là nó chưa xuất dữ liệu ra được. Vì chúng ta chưa có cái value của các input này, chúng ta chưa có xuất dữ liệu ra. Value hiện tại nó là rỗng. Do đó là để xuất dữ liệu ra chỗ này thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh echo để chúng ta xuất dữ liệu ra. Ở đây thì chúng ta mới lấy được chiều dài, chiều rộng thôi và chúng ta đã tính được diện tích. Nhưng mà để xuất ra được cái chiều dài và chiều rộng và cái diện tích này thì chúng ta phải xuất cái dữ liệu đó ra vào bên trong cái cái value này. Thì hiện tại cái value này nó đang là rỗng. Chúng ta chưa có xuất dữ liệu ra. Do đó chỗ này chúng ta phải sử dụng lệnh echo. Chúng ta xuất cái chiều dài ra. Các bạn xuất cái biến chiều dài vào bên trong cái value của cái input chiều dài. Và cái chiều rộng này cũng vậy. Chúng ta sẽ echo cái biến chiều rộng ra. Echo nghĩa là chúng ta xuất ra. Và cái value của diện tích này thì chúng ta cũng xuất cái diện tích vào bên trong cái value của nó. các bạn echo cái biến diện tích ra bây giờ các bạn hãy thử seal lại các bạn chạy lại thử thì cái đoạn rip trên đây là cái đoạn dùng để lấy chiều dài chiều rộng và chúng ta tính diện tích sau khi tính xong thì chúng ta phải xuất nó ra thì ở đây các bạn ví dụ các bạn nhập vào đây là 20 đây là 30 sau đó các bạn bấm nút tính thì bạn thấy bây giờ cái chiều dài, chiều rộng nó đã được giữ lại và cái diện tích nó đã tính ra cho chúng ta vì hồi nãy chúng ta không có lệnh Eco chỗ này, có nghĩa là chúng ta không có xuất ra cái chiều dài do đó cái chiều dài khi chúng ta nhập vào chúng ta bấm nút tính thì các bạn thấy cái chiều dài này nó sẽ không giữ lại cái giá trị trên cái hộp Tick phiêu chiều dài và cái chiều rộng với cái diện tích cũng vậy do đó chỗ này chúng ta muốn xuất ra cái giá trị của cái biến chiều dài và biến chiều rộng với cái diện tích thì bên trong cái thuộc tính value của cái thẻ input chúng ta phải echo cái biến chiều dài và chiều rộng với diện tích ra vì cái chiều dài trên người ta nhập vào 20 và chúng ta đã lấy nó được bằng cái phương pháp bot và chúng ta gắn vào bên trong cái biến chiều dài thì khi chúng ta echo cái biến chiều dài ra thì lúc giờ cái chiều dài nó sẽ xuất ra bên trong cái cái hộp tích phiêu này vậy là về phương pháp tính toán thì cũng giống như là cái trang mà khi chúng ta thiết kế bằng cái kỹ thuật html version 5 chấm chỗ này nhưng về giao diện thì nó chỉ hơi dở là chỗ này chúng ta sử dụng table còn bên đây là chúng ta sử dụng các thẻ mới của người html version 5 đó là chúng ta sử dụng cái thẻ section nó chỉ có khác về cái cái vấn đề về giao diện thì nó sẽ dở hơn và còn một vấn đề nữa là chỗ này chúng ta muốn kiểm tra nhập liệu ví dụ như là chỗ này nhập vô là chữ thì chúng ta không kiểm tra được vì khi chúng ta sử dụng các thuộc tính mới bên trong cái html version sinh năm thì chúng ta mới kiểm tra được cái việc nhập liệu là người ta nhập vào là chữ hay là nhập vào là số và chúng ta cũng kiểm tra được việc nhập liệu vào có có đúng định dạng hay không bằng cái thuộc tính là button thì những thuộc tính như là button hay là require này là của ngôn ngữ HTML version sinh 5 do đó là chỗ này thường nếu mà chúng ta xài theo kiểu cách cũ thì chỗ này để kiểm tra được việc nhập liệu vào bên trong các bước này thì chúng ta sẽ sử dụng các đoạn script Java script để chúng ta kiểm tra việc nhập liệu vào thì đó là cái cách thức thiết kế theo cái kiểu cách cũ ví dụ như là chỗ này để kiểm tra chiều dài nhập vào chỉ được phép nhập là số thôi không được nhập là chữ thì chúng ta phải viết thêm một cái đoạn Java script vào để chúng ta kiểm tra cái việc nhập liệu khi người ta nhập liệu vào cái chiều dài chỗ này thì chúng ta kiểm tra là nếu mà nhập không hợp lệ thì chúng ta sẽ báo lỗi tức là chúng ta phải mất thời gian viết thêm một cái đoạn script vào để chúng ta kiểm tra việc nhập liệu có có đúng định dạng hay không ví dụ chúng ta muốn việc nhập liệu chỉ là nhập số thôi khi người ta nhập vào chữ thì chúng ta sẽ báo lỗi thì cái đó chúng ta phải tự viết thêm vào còn nếu mà bạn nào sử dụng theo cái cách thức thiết kế bằng html với sinh năm chấm thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có các thuộc tính để kiếm chúng ta kiểm tra, ví dụ như là cái Boston bữa hôm chúng ta thiết kế chỗ này là chúng ta chỉ cho nhập vào là số nguyên hay là số thập phân mà không được phép nhập là chữ. Còn thuộc tính require là chúng ta yêu cầu người ta phải bắt buộc nhập vào. Còn nếu mà thiết kế theo kiểu cách cũ thì chúng ta phải viết thêm JavaScript vào. Thì ở đây để kiểm tra cái chiều dài nhập vào có phải là số hay không và không cho phép nhập chữ thì chúng ta sẽ viết thêm một cái đoạn JavaScript vào các bạn có thể truy cập vào website học online chuyên edu vn và các bạn có thể truy cập vào thư mục đặc các bạn truy cập vào tập tin là numberonly.tt các bạn hãy truy cập vào tập tin numberonly.tt này để chúng ta tham khảo cái đoạn javascript để chúng ta kiểm tra cái dữ liệu nhập vào có phải là số hay không các bạn có thể copy cái đoạn script này các bạn có thể copy cái đoạn script này các bạn sao chép cái đoạn script này các bạn dán vào trước thẻ sự hit thường các đoạn javascript là chúng ta sẽ đặt trước thẻ xuyệt hit thì trong cái đoạn javascript này chúng ta có viết một cái hàm dùng để kiểm tra Y e number key, đây là cái hàm Y e key này là dùng để kiểm tra mã ASCII của bàn phím. Thì trong cái đoạn mã kiểm tra này, thì chúng ta chỉ cho phép nhập vào là số thôi, còn các ký tự khác thì chúng ta không cho nhập vào. Thì cái này chúng ta dựa vào cái bảng mã ASCII. Thì cái bảng mã ASCII ở đây các bạn có thể tham khảo ở cái địa chỉ này. Để các bạn hiểu kỹ hơn về cái đoạn RIP này Các bạn có thể truy cập vào cái địa chỉ website là ASCIItable.com Để chúng ta khảo sát cái Cái đoạn RIP này Thì bạn thấy chỗ này Trong lúc nhập liệu nếu chúng ta chỉ muốn nhập Là số thôi Thì chúng ta chỉ xài được những cái Mã ASCII Có thứ tự là từ 48 tới 57 thôi còn ngoài ra những cái mã ski khác thì chúng ta sẽ không chấp nhận. Và cái mã ski số 46 này là chúng ta chấp nhận. Vì ví dụ chúng ta nhập số thập phân, ví dụ như 1.5 thì cái dấu chấm này là được phép. Tức là chúng ta chỉ lấy mã ski 46 và mã ski từ 48 tới 57 thôi. Còn ngoài ra những cái mã ski còn lại là chúng ta không cho phép vì những cái mã ASCII ví dụ như là 65 là chữ A thì khi nhập liệu vào chiều dài và chiều rộng là chúng ta không cho phép nhập là số chúng ta không cho phép nhập chữ mà chúng ta chỉ cho phép nhập số thôi do đó những cái mã ASCII còn lại là chúng ta sẽ không lấy do đó chỗ này trong cái đoạn clip này các bạn thấy là nếu chúng ta có một cái phát biểu điều kiện là nếu nếu mà cái chặt code chặt code này là cái mã ASCII mà khác 46 và cái mã ski của chúng ta nó phải lớn hơn là 31 và nhỏ hơn 48. Tức là những cái mã ski nào mà nó từ nó lớn hơn 31 và nó nhỏ hơn 48. Những mã ski mà nó nhỏ hơn 48 là từ đây trở xuống và nó nó lớn hơn 57 ở đây chúng ta có là nếu mà cái những mã ski nào mà nó lớn hơn 57 và nó nhỏ hơn 48 thì lúc giờ chúng ta sẽ trả về là phone có nghĩa là chúng ta sẽ không lấy những cái cái mã ski đó từ 58 trở lên và từ 47 trở xuống thì chúng ta sẽ từ 48 trở xuống chúng ta sẽ không lấy và chúng ta chỉ lấy những cái mã ski khác 46 có nghĩa là trong cái bảng mã ASCII này chúng ta chỉ chấp nhận là dấu chấm 46 và từ 48 tới 57 thôi. Thì đây là cái phát biểu điều kiện để chúng ta chỉ cho phép lấy cái mã ASCII là số và dấu chấm thôi. Thì đây là cái đoạn script để chúng ta kiểm tra cái cái ký hiệu ASCII của bàn phím là chúng ta chỉ chấp nhận cho phép nhập số thôi, không cho phép nhập là chữ. Sau đó để có tác dụng thì ở đây các bạn hãy sử dụng cái sự kiện trong cái input của chúng ta, chúng ta sử dụng là cái sự kiện là on key press. Sự kiện on key press này là kiểm tra khi chúng ta vừa nhấn vào bàn phím thì lúc giờ nó sẽ gọi cái hàm là y e number key và chúng ta truyền cái mã của bàn phím vào, chúng ta truyền cái sự kiện của bàn phím vào thì lúc giờ nó sẽ chạy cái hàm function y e number key này để nó kiểm tra xem chúng ta gõ vào có đúng ký tự được cho phép hay không. Thì các bạn sẽ copy cái sự kiện on key press này. Các bạn bỏ vào cái input của cái cái chiều dài. Thì trong cái thẻ input của cái chiều dài này. Các bạn sẽ dán cái thuộc tính này vào bên trong cái input này. Chỗ này thì các bạn cho một cái khoảng trắng ra và các bạn cũng dán vào bên trong cái chiều rộng các bạn dán vào bên trong cái chiều rộng. Giữa các thuộc tính thì chúng ta cách nhau một cái khoảng trắng. Thì đối với cái cách thức mà chúng ta thiết kế mà chúng ta không sử dụng cái thuộc tính bất tinh của HTML thì chúng ta phải viết thêm cái đoạn JavaScript nhỏ chỗ này. Và chúng ta phải viết thêm cái đoạn JavaScript nhỏ chỗ này để kiểm tra việc nhập liệu vào có đúng hay hay không. Bây giờ các bạn hãy thử lưu lại và các bạn chạy lại thử cái trang này. Bây giờ bạn thấy chỗ chiều dài này các bạn nhập vào chữ thì không được. Ví dụ ở đây tôi gõ vào chữ thì bạn thấy nó sẽ không cho vì nó kiểm tra cái mã ASCII của bàn phím là thấy không đúng vào cái mã mà chúng ta cho phép thì nó sẽ không cho nhập vào. Nhưng nếu chỗ này chúng ta nhập vào là số thì nó cho. Còn chỗ cái chiều rộng này cũng vậy, nếu chúng ta nhập chữ vào thì nó không cho. Nhưng mà chúng ta nhập số vào thì nó sẽ cho và khi chúng ta tính toán thì nó sẽ ra được cái cái diện tích cho chúng ta chỗ này thì chúng ta cũng có thể nhập vào được dạng số thập phân ví dụ đây chúng ta có chiều dài là 5.5 chiều rộng là 3.5 sau đó chúng ta bấm nút tính thì mình thấy chúng ta sẽ tính ra được cái diện tích vậy là cái đoạn script mà chúng ta thực hiện chỗ này là nó chỉ chấp nhận mã ASCII là số có nghĩa là những cái mã SK mà nằm trong cái khoảng cách là từ 48 tới 57 thôi. Tức là cái mã từ số 0 số 0 là 48 tới số 9 là 57 và chỉ được phép nhập vào dấu chấm ở cái mã SK 46 thôi. Còn ngoài ra những cái mã SK còn lại này là chúng ta không lấy. Thì đó là cái đoạn script này nó sẽ kiểm tra cái việc chúng ta nhập vào có đúng mã ski của bàn phím hay không còn cái on key press này có nghĩa là khi chúng ta vừa bấm chuột vào cái text field chiều dài là nó đã kiểm tra liền là chúng ta lúc chúng ta nhập liệu vào nếu mà chúng ta nhập không đúng là nó sẽ khóa lại nó sẽ không cho nhập ký tự vào mà chỉ cho phép nhập là số hay là dấu chấm thôi do đó là đối với cái Cách thiết kế theo kiểu cũ này thì về mặt lập trình PHP thì chúng ta vẫn xử lý như cũ. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải viết một cái đoạn lập trình PHP chỗ này để chúng ta lấy cái chiều dài và chiều rộng của người dùng bằng phương pháp post và chúng ta cũng tính toán diện tích. Sau đó chúng ta cũng xuất ra cái chiều dài trong cái value của cái chiều dài. Chúng ta cũng echo cái chiều rộng này ra bên trong cái value của chiều rộng và chúng ta cũng echo cái diện tích ra. Bên trong cái input diện tích Vậy là về phần xử lý bhp thì vẫn giống Chỉ có khác là chỗ này Trong các input này chúng ta phải gọi thêm cái sự kiện onRest Và chúng ta phải viết một cái hàm enumerkey Để kiểm tra cái sự kiện của bàn phím Và chúng ta phải viết thêm một cái đoạn javascript Và trong cái đoạn javascript này Chúng ta sẽ viết một cái hàm là enumerkey Để chúng ta kiểm tra mã ski của bàn phím nhập vào có đúng hay không thì về vấn đề truyền thông thì cái trang web này nó sẽ chạy nặng hơn so với trang web bên đây vì trang web bên đây chúng ta không có xử lý cái việc là kiểm tra cái ký tự nhập vào bằng JavaScript do đó trang này nó sẽ chạy nhanh hơn nó sẽ load nhanh hơn so với khi chúng ta sử dụng cái cái trang mà chúng ta sử dụng thêm các mã JavaScript vào thì lúc bây giờ trang web nếu mà có các mã JavaScript bên trong thì nó sẽ load chậm hơn do đó trong cái phần thực hành này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cả hai kỹ thuật luôn đó là kỹ thuật thiết kế theo cái công nghệ cũ và kỹ thuật thiết kế theo cái công nghệ mới là chúng ta không cần dùng JavaScript để chúng ta thiết kế mà chúng ta sẽ sử dụng luôn những cái tính năng mới của cái HTML version 5 để chúng ta kiểm tra việc nhập liệu vào bên đây thì để kiểm tra nhập liệu vào thì các bạn phải viết một cái đoạn rip dài như vậy và bên trong này trong cái input này chúng ta phải thêm cái sự kiện on -red vào đây thì cái vấn đề viết code của chúng ta sẽ khó khăn hơn còn nếu bạn nào dùng theo cái html version 5 thì chỉ đơn giản là chúng ta sẽ kiểm tra là chúng ta chỉ viết có một thuộc tính bắt bên trong thẻ input này là chúng ta đã kiểm tra được việc nhập liệu vào có đúng là cái cái số hay không và không được phép cho nhập chữ vậy là vấn đề thiết kế của chúng ta nó sẽ dễ hơn và nhanh hơn thì trong bài hình này các bạn hãy thử viết lại cái cái đoạn BHP để tính diện tích hình chữ nhật và các bạn hãy thử sử dụng cái JavaRip để các bạn kiểm tra việc nhập liệu vào có phải là số hay không nếu không phải là số thì chúng ta không cho liệu vào thì đó là bài thực hành hôm nay của các bạn là chúng ta sẽ tạo chức năng tính toán cho trang tính diện tính hình chữ nhật